Một dãy nhà phố với diện tích ngang 4m2, dài 25 đó anh chị. Căn nhà mình là sổ hồng riêng. Và bên đây thì đang có một cặp mới vừa xây dựng xong. Giá rẻ 2 tỷ 250 triệu. Có thương lượng trực tiếp tại bên chủ đầu tư. Thì nguyên một dãy hai bên này giống như một cái thành phố vậy đó. Nhà vừa xây ra bao nhiêu là khách hàng xuống chốt bấy nhiêu. Tại vì diện tích nó bự mà nó rẻ quá trời luôn anh chị. Đó, và nhà mình có sân đậu xe hơi luôn nè. Anh chị mình thấy hai mẫu máy hợp với một mẫu máy nhọn. Anh chị thích mẫu nào? Hiện khu này còn 2 căn. Và giá có thương lượng rẻ nhất khu vực luôn. Đây là thuộc khu Long Trạch Cầu Tràm, Cần Đức, Long An. Cách đường Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh chỉ còn 10 phút di chuyển. Về trung tâm thì khoảng tầm 30 phút nha anh chị. Và bây giờ xin mời anh chị, quý cô chú mình cùng em vào bên trong mình xem nha. Em quay xung quanh đường xá là đường xe tải hai chiếc lấy nhau. Đường thông dân cư thì đông rồi, xây dựng tường riêng, móng riêng, sổ hồng riêng. Nhà có sân đậu xe hơi, có mảng sân vườn gốc chiêu phía trước. Thiết kế mái hợp rất là dễ thương. Căn nhà cũng được xếp thấp gọi là cơ bản về nội thất, kệ tivi và trên trần có quạt, đèn. Trang trí cũng rất là bình thường, đơn giản, gọi là nhà quốc dân. Ai cũng có thể sở hữu được đó. Những cái mẫu nhà quốc dân này thì nó cũng phù hợp cho gia đình tài chính thấp. 2 tỷ 250 là sẽ được thương lượng quá rẻ mà cũng đủ công năng. Nhà mình cũng 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ ở trên lầu. Thiết kế cũng được xếp gấp nội thất vào hết rồi. Nhìn căn nhà cũng thoáng, dễ thương. Ngay cô chú anh chị xem. Rất là rẻ vì ở Cần Đức nó xa hơn Cần Giuộc nên giá nó rẻ. Và được sự đón nhận rất là nhiều từ phía khách hàng ở thành phố xuống đây. Điều kiện kinh tế chưa đủ nên có thể sở hữu những mẫu nhà này. Vừa túi tiền có thể trả góp được khoảng từ 60%. Lãi suất em thấy cũng mềm rồi. Nên anh chị nào quan tâm kết nối để bên em hỗ trợ thông tin, tư vấn và hẹn mình xem nhà. Trực tiếp mình xem cái vị trí thật được thì mình chốt luôn cả nhà. Giờ này là mình sắm nhà ăn Tết được rồi đó anh chị. Làm sẵn khung sắt mái che. Nhà vệ sinh trang thiết bị đầy đủ luôn cho mình. Rất là dễ thương luôn nè. Rồi ở đây thì em thấy được trang trí vô như những nẹp chỉ và những bức tranh lụa 3D. Tủ cầu thang, đèn led chiếu sáng, nói chung nhà rất là chắc chắn, bền, dễ thương. Mà đặc biệt là giá rẻ, rẻ quá trời rẻ luôn. Bây giờ mà với diện tích này mà chỉ hơn 2 tỷ thì anh chị nghĩ đi. Bên chủ đầu tư là nhà xây số lượng lớn nên mình mới có được cái mức giá mềm phù hợp cho tất cả chúng ta, ai cũng có thể có nhà và đón một cái năm mới thật nhiều ý nghĩa, gia đình hạnh phúc ấm no. Đây cả nhà thấy trên lầu 1 của chúng ta thì thiết kế có 2 phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ được có nhà vệ sinh, công năng đầy đủ luôn cho mình, quá thích luôn. Đấy, chốt ngay đi anh chị. Nhà ra bao nhiêu là khách xuống chốt bấy nhiêu, thì còn đúng 2 căn. Hoàn thiện còn những công trình bên kia thì vẫn đang làm. Khu này là dân bao đông luôn, có thể kinh doanh, mua bán trong khu dân cư thì cũng được. Chỗ này để làm phòng thờ. Cả nhà ơi, lâu lâu mới được căn rẻ như nè. Đó, nó nhà quốc dân, đơn giản, không có trang trí nhiều nên rẻ. Phù hợp cho gia đình mình mua về mình tự trang trí theo ý thích nha. Rồi bên trong phòng ngủ cũng có nhà vệ sinh ở bên trong luôn nè. Nói chung là tiện ích đầy đủ, có ban công phía sau luôn cả nhà. Đó, rất là ok chưa? Phù hợp tài chính của gia đình mình thì kết nối để được xem nhà. Trực tiếp nhà có ban công sau để phơi quần áo, quá là tuyệt vời. Chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị, quý khách hàng đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Gái Miền Tây. Chúc cả nhà thật nhiều vui vẻ, hạnh phúc khi xem video nha.